Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 21 tháng 5, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Các bạn thân mến, Xiaomi mới đây vừa chính thức trình làng một chiếc smartphone tầm trung mới của hãng có tên gọi là Redmi Note 7S tại một sự kiện diễn ra ở Ấn Độ. Và phiên bản Note 7S này thuộc phân khúc ở giữa Redmi Note 7 và Redmi Note 7 Pro. So với phiên bản Redmi Note 7 tiêu chuẩn thì những thay đổi của chiếc Redmi Note 7S này sẽ đến từ việc camera chính của máy được nâng cấp từ độ phân giải 12 lên 48 megapixel, hứa hẹn là sẽ mang tới cho người dùng những bức ảnh khá là chất lượng. Và camera trước của Redmi Note 7S sẽ có độ phân giải là 13 megapixel và được tích hợp nhiều tính năng nhận diện về khuôn mặt. Và màn hình của Redmi Note 7S là một màn hình LCD kích thước là 6,3 inch với độ phân giải là Full HD+. Giống như những phiên bản tiêu chuẩn khác thì Redmi Note 7S sẽ được cung cấp sức mạnh xử lý đến từ con chip Snapdragon 660 đi kèm với dung lượng RAM là 3 hoặc là 4GB cùng với bộ nhớ trong sẽ là 32 hoặc 64GB. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có lựa chọn mở rộng qua khay cắm thẻ nhớ microSD nữa. Các thông số còn lại của chiếc Redmi Note 7S sẽ bao gồm một viên pin dung lượng là 4000 mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh Quick Charge 4 và có cảm biến vân tay ở mặt sau. Kích thước của thân máy sẽ là 159.2 x 75.2 x 8.1 mm. Và Redmi Note 7S sẽ được bán ra tại thị trường Ấn Độ vào ngày 23 tháng 5 tới đây. Và phiên bản RAM 3GB RAM dung lượng 32GB ROM sẽ có mức giá là $158. Còn phiên bản 4GB RAM và dung lượng 64GB ROM sẽ có mức giá khoảng $187. Các bạn mến, mới đây thì một vài thông tin về hệ điều hành riêng của Huawei cũng đã được tiết lộ. Theo đó thì hệ điều hành này sẽ có tên gọi là Hongmeng OS và dịch ra tiếng Hán Việt sẽ là Hồng Mông. Đây là một cái thuyết nào đó trong thần thoại sáng tạo của Trung Quốc. Đáng chú ý là Hongmeng OS này đã có từ lâu chứ không phải là mới đây đâu. Và theo Huawei Center thì trang này nói rằng là Huawei đã phát triển hệ điều hành này cách đây tới 7 năm, tức là vào khoảng thời gian năm 2012. Và Hongmeng OS cũng là một hệ điều hành mở và tối ưu hóa cho Linux. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc rằng Hongmeng OS có thể sử dụng trên nhiều nền tảng khác nhau, từ smartphone cho tới máy tính xách tay. Và hiện tại thì Hongmeng OS đang được thử nghiệm trên một số thiết bị của Huawei. Tuy nhiên là toàn bộ những thông tin về những thiết bị này vẫn được giấu kín và vẫn chưa rõ là về cái tính tương thích của các ứng dụng sẽ như thế nào. Nhưng với tư cách là nhà sản xuất smartphone lớn thứ hai thế giới thì việc thu hút số đông khách hàng có thể trải nghiệm cũng như là dùng thử thì cũng phải là quá khó. Trong bối cảnh thị trường của Huawei vẫn chủ yếu là ở trong nước thì việc có một hệ điều hành cho riêng mình thì cũng không phải là không khả thi. Các bạn mến, Apple sẽ mang đến một công nghệ cảm biến vân tay lên toàn màn hình trên chiếc iPhone trong tương lai. Công nghệ này vừa mới được hãng nộp hồ sơ bằng sáng chế mới đây. Và đây có lẽ sẽ là một tính năng quan trọng giúp cho Apple tiếp tục gây được sự chú ý lớn của đông đảo người tiêu dùng về khả năng bảo mật. Cụ thể hơn là cảm biến vân tay mới trên màn hình của iPhone sẽ khác hoàn toàn so với công nghệ Touch ID hiện nay. Hãng sẽ đặt một loạt camera lỗ kim dưới màn hình để giúp cho người dùng có thể thiết lập vân tay hoặc là mở khóa bất kỳ ở đâu trên bề mặt của màn hình dưới đây. Từ nhiều tháng trước thì Apple cũng đã nung nấu ý định mang khả năng nhận diện vân tay trở lại với iPhone bởi đây vẫn là một công nghệ bảo mật mang tính an toàn nhất so với các phương pháp hiện tại. Bên cạnh đó thì nguồn tin cũng chia sẻ rằng Apple sẽ không loại bỏ Face ID. Người dùng có thể sử dụng cùng lúc Face ID và khả năng nhận diện vân tay hoàn toàn màn hình. Tức là người dùng có thể áp dụng cả hai phương thức bảo mật trên thông qua hai lớp bảo mật để có thể thực hiện thanh toán thẻ tín dụng. Tuy nhiên thì đây sẽ không phải là một bước đi ngắn hạn của Apple trong phương thức bảo mật này bởi vì hãng đang có ý định lớn hơn với việc khiến iPhone trở thành bản sao hoàn hảo của hộ chiếu. Chính vì vậy mà nhận dạng sinh học đủ để giúp cho khả năng bảo mật trên iPhone sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy cùng nhau để lại ý kiến ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và bye bye.